Chiều nay, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bổ nhiệm ông Bùi Minh Đức, trưởng phòng Kinh tế 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Nam chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Sở trên cương vị mới. Cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với ban giám đốc Sở đoàn kết tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, phê duyệt dự án, công trình và các vấn đề liên quan.